Sang qua châu Âu, bản tin cho biết là Liên Âu cảm thấy sai lầm khi để cho Trung Quốc nắm đến 80% về sản xuất kháng sinh. Theo lời của ông Joseph Borrell, đại diện cao cấp phụ trách về an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, đã kêu gọi Liên Âu cần rút ra các bài học từ dịch Covid-19 để tăng tính tự chủ chiến lược trong việc bào chế thuốc men. Trả lời phỏng vấn của nhiều tờ nhật báo lớn của châu Âu trong ngày 6 tháng 5, ông Borrell cho biết rằng thật không bình thường khi châu Âu không thể tự sản xuất 1 gram paracetamol nào và 80% việc sản xuất các loại kháng sinh trên thế giới đều tập trung ở Trung Quốc. Vị đại diện ngoại giao và an ninh cao cấp của Liên Âu kiêm phó chủ tịch ủy ban châu Âu vừa nhậm chức vào ngày 1 tây tháng 12 năm 2019 thừa nhận rằng việc tin cậy vào các thị trường toàn cầu trong việc cung ứng đã trở thành bình thường nhưng trong thời kỳ khủng hoảng điều này không còn đúng nữa. Theo ông Borrell, đại dịch COVID-19 lần này cho thấy tầm quan trọng của các kho dự trữ vật tư y tế chiến lược cũng như là các kho dự trữ dầu mỏ hiện nay. Ông cho rằng cũng không khó thay đổi miễn là các quốc gia có đủ ý chí chính trị để tác động với các doanh nghiệp lớn của mình. Ông nói là phải tính lại cả về chuyện tự sản xuất thuốc, yêu cầu điều chuyển các cơ sở sản xuất thuốc của châu Âu. Trong những năm 1980 ngành công nghiệp dược phẩm của châu Âu vẫn rất mạnh, khoảng 80% các hoạt chất chính đã được sản xuất tại châu Âu, chỉ có 20% được nhập cảng từ các quốc gia bên ngoài. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp về vấn đề này công bố hồi năm 2018, có đến 80% hoạt chất dùng cho các loại thuốc ở Liên Âu đến từ một nước thứ ba. Ấn Độ và Trung Quốc nắm giữ tới 60% các cơ sở sản xuất thuốc.thậm chí giờ đây Trung Quốc đã trở thành một xưởng bào chế hơn 80% hoạt chất chính được dùng trong ngành sản xuất dược phẩm. Trung Quốc cũng đã nắm giữ 80 đến 90% dược liệu để bào chế ra các hoạt chất chính và các loại thuốc thay thế các dược phẩm hiện không còn được bào chế nữa. và Ấn Độ cũng là một nhà sản xuất dược phẩm Tuy nhiên nền sản xuất phụ thuộc đến 80% vào hoạt chất chính do trung quốc bào chế